Trong tâm thật sự có Phật Công phu như vậy Nhanh là một năm Chậm thì tối đa là ba năm Quý vị sẽ đạt được niệm Phật Tam Muội. Niệm Phật Tam Muội là gì? tâm thanh tịnh trong tựa đề của kinh vô lượng thọ có thanh tịnh quý vị đã đạt được tâm thanh tịnh sanh trí huệ chẳng còn sanh phiền não nữa khi nào sẽ giảng sanh trong cảnh giới ấy muốn giảng sanh lúc nào sẽ giảng sanh khi ấy Quý vị vừa nghĩ A-di-đà Phật liền đến Có thọ mạng Nhưng chẳng cần thọ mạng nữa Đi ngay bây giờ được chăng? Được Thông tin của quý vị gửi sang A-di-đà Phật Ở nơi đây vừa khởi niệm A-di-đà Phật liền biết ngay Phật đến tiếp dẫn Chẳng có công phu ấy sẽ không được Nghĩ cách nào Phật cũng chẳng đến Vì sao nghĩ mà Phật không đến Do quý vị vọng tưởng Nên Phật không đến Vẫn chưa buông những thứ tạp nhạp Trong thế gian xuống được Thật sự buông xuống Sẽ có thể ra đi bất cứ lúc nào